cả những cái lòng tốt của mọi người đâu. Ý em nói là không có mọi chuyện đâu, mấy em là hiểu được nỗi lòng của em, chứ không phải là em xua đuổi. Em là một người rất là ham tiền, em công nhận tiền ai cũng ham hết, đừng nói tiền không ham lòng. Nhưng mà em biết quý trọng cái đồng tiền và quý trọng tình cảm của anh em tất cả mọi người ở đây. Bé khoan nhé, lời bé ba này như thế này, cái mà người ta thương mình á, dạ, cái gì cũng được, mà người ta đã ghét em rồi và ghét bé ba rồi, ghét các thứ rồi, nó sẽ căng ngay cái đoạn đó, căng ngay cái đó, nó sẽ quát lên nó vậy để cho một người hiểu lầm về mình. Nhưng mà thật sự mình ý của mình thì không có suy nghĩ như vậy, ý của mình không suy nghĩ như vậy, nhưng mà những người mà thành phần tiêu cực, người ta sẽ đem cái câu chuyện mình vô cái đường mà rất là tiêu cực để hại mình. Cho nên riêng bản thân bé hai với ba là ngẫm nghĩ lại, họ là người đang cuộc sống của mình và đem cái miếng cơm manh áo đến cho mình. Nhưng phải hiểu và lưu ý có những cái này nè, mình chỉ đón những người tích cực thương yêu mình, còn những người tiêu cực không cần. Nếu bận tâm ta không cần phải những lâu người. Lâu nữa là hà là ở hoài đi, ở cộng đồng mạng sao cũng được, người ta nói hẳn em luôn chị Tâm luôn. Người ta lại đây người ta nói hẳn luôn, chưa có ai chương luôn. Người ta lại bà hai đang tắm, tôi sẽ lại cái tách mấy cái lửa nóng, tách làm nóng bà hai đang tắm nha, báo những cái tin đó em tức em không có, mà nói em trên có trời dưới có đất, nếu em có sai hay em có, thật sự là em nói hẳn luôn là không phải là em nhắc lại hay cái gì, nếu em gì hai xin tiền em tức quá thì cái nốt của em à, em phải gọi cho người đó liền để em ba mặt một lời. Em còn chị em ở đây, em kêu chị hai lên tắm, chị hai đang tắm, bỏ quắn cái cằn bỏ xuống, có nói chuyện với người đó liền và bà gọi cho người đó đó. Thật sự là tặng em cho em thì em cảm ơn đó, thì em hiểu được cái câu là mình ăn thì người ta thì còn, thì em hiểu được là lý nào mà em đi yêu cái tất cả mà ngồi đây có lòng tốt cho em cảm ơn không hết nó chị. Nhưng mà em sẽ nhắc lại thôi, phút giây này thôi, còn mà bắt đầu từ ngày mai thì em sẽ không nói nữa. Cái gì em gần với các thi á, em mới trải lòng được chị đó, thì chị đi trước và chị hiểu được. Thực sự là em với lại một phần là em chơi những đứa chơi đã chơi chung với chị, kể với chị là hồi xưa chị khổ cỡ nào, và anh Gia Bảo cũng kể cho em những cái tâm sự của chị đó, nên là em gần với chị em mới mạnh dạn nói lên đó, thì nó cái đáy lòng của em mà tất cả mọi người hiểu. Dạ. Hiểu em à. Dạ. Nên nói chung là bây giờ sau đêm nay á, là ngày mai là chính thức mình cũng mang cái chương, dạ, đúng không? Thì mình sẽ làm được một quá trình mới, làm được một cái cách bán mới cho khán giả người ta thương mình, người ta đến đây. Và thực sự các thi với lại bé ba, bé hai kinh doanh là như thế này nè, ai đến ủng hộ tích cực, thương yêu, góp ý, các thi tôn trọng, các thi đều là mãi mãi là vì ân nhân của các thi. Nếu mà đến đây với trường hợp công kích, phá hoại, hà bệ, các thi không tiếp, các thi thật sự các thi không tiếp những nhân vật đó luôn. Tại vì những nhân vật đó đến với mình đâu có ủng hộ mình đâu, họ đang chà đạp mình. Nhưng mà khi bé hai bé ba thì bây giờ cộng đồng mạng mà cái miệng ba em lướt qua luôn á, thật sự là cái thời gian đầu mà em bị người ta hiểu lầm á, em chỉ lên nó một cái video thôi, em không nói nữa, em sẽ tập lướt qua hết. Mà tự nhiên mình chưa có hay chưa mà bị người ta lại, người ta nói hẳn với mặt. Trời ơi, thực sự luôn á. Em có biết là vợ chị bên chị nói với em là bữa đó chị đi từ thiện Bến Tre, chị về tới nơi là thực sự là chị muốn ở nhà chị bán, nhưng mà tại vì mấy ba nó cũng đi qua cái coi chơi nọ hết luôn. Chị đi khi mà tới em đã đến 4 giờ cuối cùng rồi. Tại vì mới giống giờ hôm nay nè, còn cái gì nữa đâu. Chị thực sự qua bên em rồi chị mới là, nói chung là có một chút ghen tị chứ không nói là không có, không chỉ nói thẳng luôn có. Đó là tại sao em quá may mắn em chưa được cái chỗ quá hay đó, chị nói thật sự ta tính chị luôn, tâm chị luôn đó, các thì quá hay trong lòng chị nói là chị còn thấy anh hùng của chị á,
cái tên hay quá. Ủa anh hả? Dù ở thế nào chứ, ủa cái tên hay quá, cái tên hay quá. Nhưng mà không phải cái như vậy mà chị buồn mà chị đã gỡ rồi. Qua nó chịu ghen đơn gỡ qua. Bởi vì á, sống chung với chị ruột đầu mình, kéo YouTube qua. Sống chung với chị ruột của mình, rồi sao làm. Cái tánh bà hai thì bà nghĩ thoáng. Có sao bà nói vậy, đó thì mỗi tánh mỗi hai. Mỗi tánh mỗi người khác nhau thì làm sao mà chiều lòng được. Đó thì em qua thì không sao, tới bà hai qua là bà bơ mình. Không đâu. Nhiều người tâm bình luận á em ơi. Bình luận chị mà hạ bệ chị luôn á. Nhưng mà chị hay lắm lướt qua được. Vậy nè, có nhiều cái trường hợp như vậy luôn nè. Về mua bánh tráng chị đăng lên chửi chị luôn. Mà chị biết nhân vật đó là ai luôn á. Nhưng mà chị để em quay chị thề với lại bé hai với hay là chị thề với ba này chị hoàn toàn hôm nay có người hại chị thì cũng đẹp nè à, chụp một cái gà bó xôi hay mấy lòng gà bó có gà gán nữa mà có mấy con vòi á trời đất comment vào thẳng vào cái danh Facebook của chị luôn chị tính comment gì chửi thôi cái thì không chẳng đúng rồi chị cứ làm như vậy cũng thích chị hồi chiều đó vì chị đang mệt mỏi thí dụ bây giờ chị bấm vô tại Ativa là nó ảo không à chửi nó thì nó lại chụp cái đó nó là mình về cái nọ thôi dạo mình luôn vậy không á cho nên không mình đừng có sợ mình làm đúng mà khán giả người ta ăn mình làm đúng mãi mãi mình trường tồn còn mình làm sai đúng không là mấy chị em mình không có mấy tháng nay đâu tuần lễ nửa tháng là có là ra kết quả là nghỉ hết trơn rồi dạ Trung Quốc em nè em từng nói bánh tráng em là bánh tráng Trung Quốc nè em từng nói bánh tráng của em bánh tráng làm từ cao su nè mình nói đó nhưng khán giả người ta ăn người ta thưởng thức được người ta biết được mình đang làm gì đúng không cho nên á mình bỏ qua hết mình sống theo cái kiểu mà từ bi á nhẹ tâm lại chị nói thật sự là cái tia nước mỗi đêm chửi biết nhiêu chửi mình nhiều thiền to sống lớn đúng rồi thiền to sống lớn cho nên phục chị thi một điều thôi là thích cái tâm cái anh Bảo tâm sự là trời em biết con Cát Thi ở nhà nó ghi ở nhà nó sóng gió nha rồi chuyện này chuyện kia nhưng đến ngay chỗ bán là chị biết bán và giỡn hớt vui đùa hết giờ hết bán bắt đầu chị đời bà hay là bà hay vậy bà giỏi là giỏi như vậy còn tôi không có đâu trời ơi đông động mày phải tập cái tánh đó mà đúng thật sự là à, đi một đàn họp mà sẽ khô thì em hiểu được cảm giác đó ok cố gắng ờ như lại là Cát Thi về lấy đếm tiền đó mọi người và với ba nghỉ ngơi cũng chúc cho mọi người giữ sức khỏe và chúc cho em bé ba hồng phát nhiều lên hồng phát tới trọn đời luôn rồi cảm ơn Cát Thi nha cảm ơn tất cả anh YouTube đã dành thời gian đêm khuya đã lắng nghe và quay cho tụi em và cảm ơn khán giả, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu tâm sự nghe những lời tâm sự của bé ba và của chị hai của chị Cát Thi của tất cả mọi người mong sao mọi người hiểu và đăng ký theo dõi những kênh YouTube và đến ủng hộ như là bánh rán bé ba nè và bối sâu của chị hai ở dán trộn của Diva Cát Thi đó thì vân vân và vân vân bé ba nhớ lúc nào thì bé nói lúc đó thôi mong mọi người đăng ký subscribe và ủng hộ với ba với hai tất cả mọi người nha cảm ơn mọi người rất là nhiều nha với ba mọi người rồi em đi công việc chút em đi có 2 tiếng về lại có chị một lần thực sự là mình hiểu được cảm giác của chị mình á là chị mình đã tâm huyết rồi và bây giờ là cứ sóng gió cứ đập vào chị hai hoài thực sự là em tĩnh tâm em lướt qua những cái sóng gió đó thật sự là cái lòng em cứ là nặng lòng nhưng mà em vẫn tĩnh tâm còn chị hai chịu không nổi thật sự thầy đó chị hai nó nói là chị không muốn được bỏ luôn mình hiểu được cái lòng của chị hai là thật sự là không biết sao em yếu lắm đi thôi em mà bán chú em dầm mua em rất là sợ mua hồi chiều em lên em làm mặt em thay đồ á em buồn trời em nói là chị hai chỉ tâm huyết cho đây thôi chờ một thương và thương tất cả mọi người buôn bán cho con xin là từ 6 giờ cho con xin là lúc con hai đầu xuống á cho tạnh mưa cho tới ngày đưa con xong thì trời đổ mưa cũng được và nếu mình hiểu được là có nhiều người cần mưa và có nhiều không người cần mưa đó thì em hiểu được là thí dụ là mà xưa em bán lề đường á mọi người thì mấy anh chị bán dừa xiên á dừa ướp lạnh á thì
cái bà đó bắt cầu đừng mưa. Ờ đúng rồi, bắt cầu đừng mưa, bắt cầu đừng mưa buổi trưa để bà bán. Và em lên buổi chiều, em cầu là mưa ban ngày, mưa nhiều mưa, buổi trưa mưa nhiều mưa, buổi chiều đừng có mưa. Thì bà, cái chị đó nói là trời chết chị rồi, em nói là chết chị rồi, chị bán buổi trưa mà em cầu cho buổi trưa. Em cầu chú buổi chiều trời mưa, buổi chiều đừng mưa thì chết chị rồi. Con chị cháu chị bán nhờ cái xe dừa này. Thì cái là mình hiểu được, làm một phần nữa là nói từ nước mắt, là bán từ xưa giờ em hiểu được nói lòng là ba mẹ bán ban ngày. Bây giờ mẹ nếu em cầu trời mưa ban ngày với buổi trưa thì mẹ em cũng dính. Chị thấy không? Thì mưa lúc nào thì mình nói lúc đó thôi. Thì thật sự là mình hiểu được cái nói lòng của ông trời là sống sao cho vừa lòng người. Đó, thì em hiểu được là mua lúc nào cũng được. Mà thật sự là chị hai chứ tâm quyết quá, ba buồn, vì hư quá, áp lực quá. Nên là xin trời Phật vương con thì nói lòng con được. Cái lúc mà lúc đang nhắn lâm yes. Tất cả nói lòng mà những người đang cầu không mưa á đó. Không mưa đi. Mà lâu mà cái đông đúng không? Dạ đông, dạ đông. Thật sự là tình thương của bạn bè anh chị em gần xa. Và đặc biệt là các thi đó, thật sự là bé bạn nghĩ là quên đi và hãy nhớ đến 374 Vĩnh Khánh nha. 4 giờ chiều đó là bán tới 11 giờ khuya, còn chị hai là bán cứ kêu cửa đi, cứ đập cửa lấy cục gạch chọi. Bây giờ chỉ có chuông là chị hai sẽ bán nha, cứ kêu cứ gọi. Còn nếu mà bé ba ngủ không? Dạ không, em ở với ba mẹ. Thật sự là em ở với ba mẹ em sướng lắm. Ngủ vậy chỉ có ăn cơm rồi đi bán thôi. Công việc nhà ba mẹ làm rồi thì từ từ nó một phần là em sống với vòng tay cho ba mẹ quen rồi. Em không có xa ba mẹ được. Chứ một phần là mẹ giống như ba á, hay là có Út ở nhà thì Út đỡ lời cho ba với mẹ, thì là ba mẹ sẽ bớt lớn tuổi mà đó. Chứ một phần là mẹ lãng tay, đó là mẹ không hiểu được câu chuyện. Nhưng mà sẽ hôm nay thực sự là hôm nay em là thử đi thi nè. Mà chưa nè. Thì bây giờ mình cũng được công nhận, nhưng trên nền tảng là suy nghĩ và ánh mắt thôi. Chứ thật sự á, giấy chứng nhận là chưa có được. Không, mà nói thật sự là em với chị hai mấy cái cũng như là hai chị em đều nhờ luôn, không phải nhờ nữa. Giống như là trời thương trời phú đó, mùa dịch đó ai cũng chết rồi chị thấy không? Chết cắt to. Tự nhiên em cũng gì đó ngay mùa dịch luôn. Giống như người ta là qua quay các thi là lúc đó là bà này mới chỉ có live stream của bà thôi. Mà chính các thi hôm nay nói mọi người ơi, mọi người quay nữa. Còn người ta hỏi ở đâu nghe chú được bình dương chính là lỡ cái miệng nó tiếng liên liền nè. Tại vì mình nghĩ á, mình không quảng cáo, mình đâu có tốn tiền đâu, mà mắc cái gì mình không kêu. Em bận đứng bán cho mọi người, cảm thấy là sẽ bắt mắt mới hơn, thiệt hơn phải không? Nhìn rất là dễ thương. Thật sự thấy em nó mới đầu vô mấy bữa hỏi có bao nhiêu YouTube vô họ bán được không? Trời ơi, em sụn đủ. Tội nghiệp lắm mọi người. Nên thật sự á, mọi người biết không, không phải là riêng em đâu. Thật sự ai cũng vậy. Tất cả tình hình chung rất khó khăn. Thật sự á, mấy bữa nay hồi đó bán ok lắm. Không mà bây giờ không. Bởi vì em nhắn tin em hỏi chưa bao giờ. Bữa nào cũng xu luôn nè, chúng nó chơi luôn. Ở về mọi chuyện đây. Có thì chị chưa hay chưa mà chị hay anh bên kia kìa. Nói quay cái chuyện rửa qua đâu. Cũng chịu cãi bao hoài. Bây giờ em nhìn đổi mỗi ngày mỗi ngày. Okay, nhưng mà đặc biệt là khoan, em đừng có nhắn tin với chị. Em phải nhắn tin truyền lời mà nhắn tin với chồng chị. Hôm qua rồi đó. Hôm qua chưa? Chưa. Để mang. Trời ơi, nhắn tin mờ qua đây, nhắn mấy bữa rồi, hôm nay mới có tin nhắn. Trời ơi, mấy anh đi show không vẫn thấy hết trời. Không, mà mấy chị cầm điện thoại hoài. Có không? Có đó, chị cầm điện thoại hoài. Cũng em mớ. Đó chứ không thấy tin nhắn, nhưng mà em biết em sẽ qua mà. Em bệnh mệt nhưng mà vẫn qua với chị đó. Dạng em không quên, em đâu có chở ra, em đâu có mấy cúp cho chị thấy không? Mặt mộc á. Không là mặt không? Không, em ghét làm mặt lắm. Sai. Sai hết vậy? Sai gì chị?
Ồ. Sai gì vậy? Tôi xin lỗi mà mặt mộc. Mộc, mặt mộc mà. Anh cũng nhìn nó mặt mộc đâu, cũng không đi già thử.